hướng dẫn đặt máy tắm nước nóng hiệu Liren. Máy có bơm trợ lực như các bạn. Trước tiên các bạn để máy lên trên tường, làm dấu móng gốc. Các bạn cần có một cây bích thử điện. Các bạn thử sáng đèn lên. Cái nguồn điện nào mà sáng, tức là dây nóng. Dây nóng chúng ta cho vào chữ L, dây màu nâu của máy. Bích thử điện đỏ lên. Nguồn lạnh sẽ cho vào nguồn N, dây màu xanh này. Các bạn chú ý dây màu vàng và xanh, xanh lá cây này là dây mát quy ước quốc tế. Chúng ta lắp dây mát này sâu xuống đất 1 mét. Hiện tại thì máy tắm nước nóng công nghệ cao đã có công nghệ chống giật ELCB, nó an toàn nên chúng ta không lắp cũng không sai. Hiện tại là đang có điện, điện màu xanh. Chúng ta test thử, bấm test điện tắt hoàn toàn, bấm reset điện có lại, giờ ta tắt, tắt nguồn để lắp đặt nước. Thì máy tắm nước nóng kiểu mới chúng ta không cần phải quấn cao su nylon, chúng ta chỉ cần để cái gòn vào. Dù nước mạnh cỡ nào thì chỉ cần có cái gòn này nó ép hai cái mặt lại. À lộn nha các bạn. Nước vào là phải bên đây. Đây là nước vào nhé. Nước vào nó qua cái cảm biến nước, cảm biến áp suất, rồi qua bơm trợ lực, rồi mới qua bên bồn xử nhiệt. Thank you.
chúng ta dặn mạnh vào cặm này nó không lắc lắc, là hai cái mặt của nó ép lại với nhau, là nước mạnh thế nào nó cũng không rò rỉ. Bên bầu đun tức là nước ra màu sen, bên bầu đun là nước ra màu sen. Sau khi nước qua cái ống là ống sẽ ra màu sen, là ống nước nóng là ta tắt. Chúng ta cốp lại để xem áp lực nước có rò rỉ không. Hiện tại thì nước không có rò rỉ bất cứ chỗ nào, không chảy ở đây cũng không chảy ở đây. Ok, giờ chúng ta thử điện xong rồi đẩy nắp lại. Chúng ta đẩy nắp lại, từ trên chúng ta đẩy xuống. Sáng 24/24 khi có điện nha bạn. Khi chúng ta test nha, CB chống giật thì ta bấm nút test, nó sẽ tắt hoàn toàn. Reset thì nó sẽ mở lại. Giờ chúng ta sẽ mở nước. Sau khi ta mở nước, nếu ta mở đúng điều kiện lớn, từ lâu qua 2, đèn đỏ sẽ sáng lên, chứng tỏ máy đang hoạt động, chạy nóng. Nếu ta muốn nóng nhiều, càng nóng nhiều thì số càng lớn. Số 4, số 5, số 6, mát là nóng phỏng da. Hiện tại nước đang rất nóng. Nếu ta thấy nước thiếu, muốn bơm trở lực mạnh lên để tắm cho nó đã, thì ta mở cái nút điều khiển bên trên, chữ bơm là bơm các bạn. Đó. Khi mở bơm, đèn màu vàng sẽ sáng. Mở càng lớn thì bơm sẽ hoạt động càng mạnh. Cho nên nó tắm mạnh, massage sạch người. Sau khi chúng ta điều khiển nhiệt độ tắm thích hợp và bơm nước mạnh thích hợp, nếu chúng ta không muốn đụng chạm gì máy, chúng ta chỉ cần tắt cái van. Khi chúng ta tắt van nước thì ở đây nó có không cảm ứng áp lực, nó sẽ tự động tắt hoàn toàn, chỉ còn lại đèn nguồn. Đó. Mình tắt nước là máy sẽ không hoạt động, chỉ còn đèn nguồn thôi. Khi nào chúng ta đi du lịch 2 ngày trở lên thì chúng ta hạ cấp điện nguồn, còn không thì chúng ta để mặc định chế độ tắm nước nóng vừa phải và chế độ bơm mạnh vừa phải. Chỉ cần vô tắm mở qua nước là máy hoạt động. Đó. Mình mở qua nước là máy hoạt động. Nếu mà nước chúng ta mạnh đủ mạnh không sạc bơm thì ta tắt bớt cái bơm đỡ nào điện, chỉ còn sạc nước nóng. Khoảng 2 tháng hoặc là 1 tháng chúng ta bấm cái nút này để kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống. Bye-bye.